Trong một số trường hợp, kết luận thanh tra còn chưa đảm bảo rõ ràng về nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp. Đây là phát biểu của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khi cùng với Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời chất vấn trong phiên họp chiều nay. Nhìn nhận những mặt còn tồn tại trong lĩnh vực thanh tra, Phó Thủ tướng cũng đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cán bộ, quy định chặt chẽ quy trình thanh tra. Quan tâm và trách nhiệm cao. Nêu một số vấn đề trong phiên chất vấn lĩnh vực thanh tra, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng năm 2022, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra. Coi đây là công tác trọng tâm. Chính phủ cũng đã chỉ đạo ngành thanh tra tập trung thanh tra trong một số lĩnh vực quan trọng như đầu tư xây dựng, đất đai, đấu thầu chứng khoán hay ngân hàng. Thì Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ thì trực tiếp là cho ý kiến chỉ đạo đối với các cái kết luận thanh tra và các cái báo cáo xử lý sau thanh tra, nhất là đối với những cái nội dung và những vấn đề phức tạp cần có cái sự phối hợp giữa các cái ngành, các cấp và các cái địa phương, đã chỉ đạo xử lý nhiều cái kết luận thanh tra và xử lý thanh tra đạt cái kết quả rất là tốt và đã xử lý cái nghiêm đối với các cái tổ chức và cá nhân là có cái vi phạm. Nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến việc thu hồi tài sản cho nhà nước, phát hiện vi phạm pháp luật, xử lý sau thanh tra. Phó Thủ tướng Chính phủ đưa ra con số, 9 tháng đầu năm trên 3.000 kết luận thanh tra đã được ngành thanh tra thực hiện, chiếm trên 60% tổng số kết luận thanh tra. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng thừa nhận trong một số trường hợp, kết luận thanh tra còn chưa đảm bảo rõ ràng về nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp. Ở đây thì nó có nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân là chủ quan là tôi cho rằng là chính. Mà trong đó thì khi thực hiện cái cuộc thanh tra thì báo cáo Quốc hội là tham vọng quá lớn, thành là cái phạm vi đối tượng và nội dung thanh tra quá rộng, do đó là khi thực hiện là nó quá cái sức đáp ứng yêu cầu của lực lượng của đoàn thanh tra, do đó là phải xé lẻ ra là làm mấy cái luận thanh tra. Thì cái này thì tôi đề nghị qua cái ý kiến của đại biểu Quốc hội thì các đồng chí phải tiếp thu trong cái thời gian tới để làm sao chúng ta đẩy mạnh cái công tác thanh tra để làm thực hiện cái tốt hơn cái tiến độ để chúng ta kết luận cái thanh tra để đáp ứng được yêu cầu. Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, hiện vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng. Để đảm bảo phát huy vai trò của ngành thanh tra trong công tác quan trọng này, Phó Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại phiên chất vấn này để tiếp tục khắc phục trong thời gian tới. Trong phiên chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ hôm nay, Hội trường Quốc hội dường như nóng lên khi chủ tọa điều hành phiên họp đề nghị Bộ trưởng Công Thương giải trình về vấn đề xăng dầu. Vì hai ngày gần đây, cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, các cây xăng đều bị thiếu hụt xăng dầu. Bộ trưởng Công Thương thừa nhận đang có quá nhiều thương nhân phân phối xăng dầu và tới đây sẽ sắp xếp lại hệ thống từ doanh nghiệp đầu mối để giảm chi phí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, trước việc đứt gãy cục bộ nguồn cung xăng dầu ở một số thành phố lớn đông dân cư, chiều qua mùng 4 tháng 11, Bộ Tài chính đã dự kiến điều chỉnh phương án chi phí cho doanh nghiệp xăng dầu. Bộ Công Thương đã có ý kiến đồng thuận. Vì vậy, kỳ điều hành tới sẽ cập nhật chi phí phát sinh trong giá bán, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại tháo gỡ khó khăn cụ thể trong tiếp cận vốn và bảo lãnh thanh toán. Bộ Công Thương cũng sẽ chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng kiểm tra giám sát. Cái tình trạng xăng dầu chúng ta sản xuất ra trong nước là đạt khoảng 80% cái nhu cầu. Tuy nhiên trong 80% ấy thì một nửa, thậm chí là ra nửa cái lượng dầu thô chúng ta cũng vẫn phải nhập từ thế giới. Cho nên là cái thị trường thế giới thế nào thì nó sẽ tác động vào thị trường trong nước như thế. Thứ hai nữa là chúng ta còn khoảng trên dưới 20% là cái xăng dầu thành phẩm nhập từ nước ngoài, cho nên nó cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà tôi vẫn báo cáo là đến giờ này sản lượng sản xuất từ trong nước cũng như là số lượng nhập từ nước ngoài thì đã đạt 86% kế hoạch của cả năm. Chúng ta khẳng định là ở các cái doanh nghiệp, ở các cái dự trữ thương mại và các cấp bảo đảm theo kế hoạch. Kính thưa Quốc hội, ông Nguyễn Hồng Diên cho biết thêm, cũng có khó khăn khi dự báo GDP đầu năm tăng 6,5%, trong khi kết quả đạt được dự kiến là 8%, nên nhu cầu xăng dầu tăng thêm. Bộ Công Thương phải yêu cầu các đơn vị tăng sản lượng thêm 20% để cung ứng cho thị trường. Về cấp các loại giấy phép trong thời gian vừa qua, thì Bộ Công Thương đã cấp phép tràn lan quá nhiều, đến 36 đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu và hơn 330 thương nhân phân phối xăng dầu. Trong khi Nhật Bản, Văn Minh chỉ có 5 đầu mối, Trung Quốc 4 đến 6 đầu mối. Cho nên điều đó đã dẫn đến hệ lụy là rất khó quản lý. Từ khi tôi về đến giờ là tôi là cái người đưa ra trong ban cán sự và lãnh đạo bộ thống nhất là không có cấp thêm, chỉ có cấp đổi thôi.
đổi giấy phép. Và chúng tôi cũng thấy rằng là cái hệ thống kinh doanh xăng dầu chúng ta hiện nay đang rất là đa tầng nấc như thế này. Nhiều tầng nấc ấy thì nó cũng sẽ bị tăng cái chi phí. Dứt khoát là nó phải cộng vào giá bán lẻ thôi. Cho nên là trong cái hướng sửa chữa tới thì chúng tôi cũng thấy rằng có lẽ phải sắp xếp lại hệ thống. Từ cái doanh nghiệp đầu mối mà có lẽ cũng không cần quá nhiều cái thương nhân phân phối, mà từ đầu mối cho đến đại lý và đến cửa hàng bán lẻ. Thì như vậy là nó sẽ giảm được cái cầu nấc đi. Bộ trưởng cũng cho biết thêm, trong điều hành, Bộ sẽ chỉ đạo cho sát hơn tình hình, không 10 ngày thì có thể rút xuống 5 ngày. Nếu lấy ý kiến người dân và đối tượng chịu tác động có sự đồng thuận, thì Bộ sẽ tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định. Thưa quý vị, lấy cảng hàng không Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh như là mô hình của việc xây dựng sân bay từ nguồn vốn xã hội hóa. Nhiều bài học kinh nghiệm từ mô hình này đã được phân tích mổ xẻ trong cuộc tọa đàm huy động nguồn lực xã hội đầu tư cảng hàng không và những bài học kinh nghiệm do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức mới đây, cũng đã phần nào làm rõ hơn những thách thức cũng như các vướng mắc về cơ chế chính sách cần được tháo gỡ để tư nhân có thể đầu tư khai thác các cảng hàng không trong thời gian tới. Từ đầu những năm 2000, ý tưởng xây dựng sân bay tại Vân Đồn đã được nhen nhóm. Thế nhưng phải đến năm 2012, quyết tâm xây sân bay Vân Đồn mới được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định mạnh mẽ và dự án được khởi công vào năm 2016, hoàn thành chỉ sau 2 năm xây dựng. Đây là sân bay quốc tế đầu tiên do một tập đoàn tư nhân Việt Nam đầu tư với tổng mức gần 7.500 tỷ đồng. Ngoài năng lực của nhà đầu tư, mấu chốt của sự ra đời sân bay Vân Đồn chính là tư duy đột phá về hạ tầng của chính quyền tỉnh Quảng Ninh lúc bấy giờ. Đây được xem là bài học kinh nghiệm trong đầu tư xây dựng sân bay bằng vốn tư nhân. Để mà các nhà đầu tư tham gia vào việc đầu tư một cái sân bay, một cảng không thì cái điều kiện quan trọng nhất đó là các cái hành lang pháp lý phải mở để cho việc đầu tư dễ dàng. Và cái thứ hai đó là cần cái sự đồng hành, cái sự hỗ trợ rất nhiều từ chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền địa phương tỉnh. Nó sẽ giúp cho các cái thủ tục cũng như là các cái việc mà giải phóng mặt bằng nhanh gọn để việc triển khai nó được tốt hơn. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tính đến thời điểm này, Bộ đã nhận được 10 kiến nghị đề xuất của Ủy ban Nhân dân các tỉnh về xã hội hóa cảng hàng không sân bay, chứng tỏ xây dựng cảng hàng không rất hấp dẫn các nhà đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất trong đầu tư sân bay theo phương thức PPP là thời gian hoàn vốn lớn, trung bình từ 40 đến 50 năm. Vì thế rất cần sự hỗ trợ của nhà nước từ việc quy hoạch, đảm bảo pháp lý về đất đai và đặc biệt là hỗ trợ nguồn ngân sách. Đây được xem như vốn mồi để có thể thu hút nguồn vốn xã hội hóa. Theo tôi thì các giải pháp thì nó có rất nhiều. Tuy nhiên thì cái giải pháp mà chúng ta nên chú ý đến đó là cái việc mà quy hoạch cái đất quốc phòng cũng như đất của hàng không dân dụng nó phải được rõ ràng. Thì từ đó chúng ta mới có cơ sở để kêu gọi và thu hút đầu tư. Cái việc đấy là việc chúng ta nên làm ngay. Chính sách hỗ trợ tài chính cụ thể nhất đó là phải hỗ trợ ngân sách nhà nước một phần cho những cái hạng mục đầu tư như kết cấu hạ tầng hàng không thiết yếu. Nhưng ngoài ra thì hệ thống hạ tầng giao thông kết nối với cảng hàng không. Rồi ngoài ra chúng ta phải nghiên cứu xem những chính sách khác như là chính sách phát triển du lịch địa phương để đảm bảo trong cái quá trình khai thác thì có cái nguồn khách, có cái nguồn thu. Có nguồn khách thì mới có nguồn thu, đó là chính sách phát triển du lịch và chính sách đất đai nó phù hợp. Trong quy hoạch cảng hàng không mới đây của Bộ Giao thông Vận tải, dự kiến đến năm 2030, cả nước sẽ có 28 sân bay với nguồn vốn hơn 400.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV và vốn ngân sách chỉ có thể đáp ứng khoảng 270.000 tỷ đồng, còn 130.000 tỷ đồng phải huy động từ nguồn vốn xã hội hóa. Đây là thách thức rất lớn và cần thiết phải sớm tháo gỡ ngay những rào cản, vướng mắc, xây dựng những cơ chế, chính sách mới để thu hút tư nhân tham gia làm sân bay.